Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Enzy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Vương quốc mèo nha anh em ơi. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Let's go. Mình sẽ nâng cấp cho những cái này lên cho nó khỏe hơn một chút. Ví dụ như cái arrow này tôi chưa nâng cấp này. À, và trước hết anh em hãy qua theo dõi cái kênh TikTok của mình lập ở bên này nhé. Mình sẽ khi nào mình khỏi ốm hẳn thì mình sẽ làm các review về game ở trên này nha. Hiện tại đang được 60 60 like à 60 follow rồi anh em ạ. Rồi và chúng ta sẽ quay trở lại với cái game nào. Ok, cho sẽ nâng cấp cái Chúng sẽ nâng cấp cái Arrow Sorter lên anh em ạ. Nó có hai phần để nâng cấp. Và anh em hãy comment ý kiến xuống dưới để mình đọc trong tập kế tiếp nhá. À, tập tập trước là tập từ hôm kia đúng không anh em? tập từ hôm kia rồi, hôm qua mình không làm. Tôi nhớ hôm qua tôi cũng không làm mấy cái này đâu rồi nhỉ? Đây đây đây. Có mà. Ok, phần linh vật mua con Twin 150k nó nhân đôi số mèo mà chúng ta triệu hồi giống quán bã của Growcaster nhưng nó khác một chút từ Win Tuy nhiên đôi lượng mèo triệu hồi nhưng nó giảm 25% máu và đam của mèo được triệu hồi nhưng theo nghĩ nó vẫn ngon vì được triệu hồi gấp đôi nó vẫn lời hơn 25 giảm 25%. Sau này là cho anh mở thêm một slot linh vật rồi chơi lâu thêm tí nữa sẽ bán cho anh một con Adin Spirit, công dụng của nó tăng 25% máu. Ok. Twin tầm khoảng 150k. Cái này mình sẽ nâng sau ha. Từ từ đã. Bạn bảo mua con này đúng không? 150k đúng không anh em? Mua luôn anh em ạ. Nó sẽ tăng gấp đôi số lượng mèo được triệu hồi nhưng mà giảm 25% máu của chúng, mua luôn, thay thế linh vật luôn anh em. Rồi, chúng ta đã có con Twin ở đây rồi. Cảm ơn bạn nhá. Tiếp tục đọc các comment của anh em nào. Game này giống Growcaster phải không anh? Đúng rồi em ơi. Cuối cùng anh cũng làm với Cash Robots. Ok, cái này Cash không phải là Ken Robots. Cash Robot anh em. Anh ơi, game này tên gì vậy anh Thành nhỉ? Game này Cash Robot anh em ơi. Anh chơi hay quá mà không chơi nữa là em hủy đăng ký đó. Em cày tới màn 853 rồi khó lắm, khuyên anh còn có vài tập trung nâng thành cho máu trâu lên à. Anh chơi Diamond War cho em vào bang Growcaster, anh chỉ em mốt với chỉ lên mạng tải thêm ạ. Em chơi Blocka không có link tải game mốt à anh? Anh em phải tự lên trên Google tìm thôi, anh em đánh chữ Cash Robot mốt và là sẽ ra thôi. Làm tiếp đi anh, thích game chiến thuật này lắm, anh chơi Stick War 3 đi anh, coi tiếp đi. Hello, cho em link tải. Fan anh, sao anh không làm về slam lên chờ trò này em chơi rồi à? Ok em nhá, anh em nhớ follow tài khoản TikTok của tôi nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ nâng cấp từ từ một từng cái một đây nhá. Cái này phải nâng cấp này, cái này tốn game anh em ạ, chắc chắn rồi. Bắn ra mũi tên trong 5 giây, cũng thế à, hai cái như nhau à? Nhưng mình thích thì mình thích triệu hồi cái này hơn này, cái này sẽ triệu hồi mèo này, nâng cấp lên này. Ồ, nó có ba cái anh em ạ, nó sẽ triệu hồi ra bốn mèo lính bộ hệ gió này, lính bộ hệ fire này, hệ ice, lính bộ cho thích hệ lửa hơn ha. Rồi ok anh em nhá, và nó sẽ nâng cấp thêm một cơ. Sau khi nâng xong thì qua màn để thêm được level để nâng cấp anh em nhá. Cái này cứ nâng lên level đi, à, không có game. Game này thì có vàng thoải mái nhưng mà không có game anh em ạ. Khá là buồn cười. Ok. Để mà nâng cấp hết cái đống này lên thì cũng hơi bị lâu ấy nha. Tesla Gun. Rồi, nâng lên được level 20 rồi. Cái này thì sao? Cái này 11 thôi. Cái này là Coin Magnet. Mình có một cái tuabin mới anh em ạ. Nâng cấp cái robot lên để lên lên thêm một cái ấy nữa anh em ơi. Thêm cái gì nhỉ? Thêm ô à? Không đủ vàng, vãi cả đạn, hết vàng rồi. Thị trấn mèo của tôi đây. Không biết để nâng cái gì luôn. Rồi. Có nên thay con này không nhỉ? Mình thay bằng con đại tướng này được không ta? Ô, mèo thiên sứ. Hồi 10% máu cho kẻ đồng minh kế bên ạ. À. Hết tiền rồi, hết tiền rồi, hết tiền rồi, hết tiền rồi. Hết tiền rồi, là hết tiền rồi. Ôi, mèo thiên sứ đẹp thế nhở.
Phải nói mèo siêu đẹp luôn anh em ạ. Gấp đôi số lượng triệu hồi đúng không? Wow, thành ra 8 con mèo lửa anh em ạ. Đẹp nhỉ. Một con mèo lửa trông xịn đấy. Ôi giời, quét đi. Hồi máu ạ, con mèo cái khả năng hồi máu anh em ơi. Khá gớm nhỉ. Cái gì đây? Củ ấy anh em. À, dưa chuột à? Vì sao là đây là cái dưa chuột anh em ạ? Quả dưa chuột. Bộ chiến thuật đã được mở à? Bộ 1, bộ 2, bộ 3 đấy, kiểu dạng như vậy anh em ạ. Chết rồi, bây giờ nâng cấp kiểu gì đây? Toang. Toang một cách thật sự luôn, chết rồi. Nâng cấp chết tiệt. Bây là chết tiệt. Đấy là một game ạ, chết xong rồi. Hãy bình tĩnh để mà nâng thôi. Chúng ta lại nâng linh đá linh tinh này thì toang rồi. Ok, hồi năng lượng. Mỗi thứ một tí anh em ạ. Tốc đánh cho cung thủ à, cái này khá cần anh em nhỉ. Cái bộ kỹ năng mình còn chưa full cơ. Bây giờ làm nào nhỉ? À đúng rồi anh em, từ ạ. Chúng ta sẽ cho anh em sang bên này. Ok. Rõ chưa, tôi bị mất đấy, mất tín hiệu rồi, mất sóng rồi. Nhầm ở đâu rồi? Đây đây, ok ok. Trở lại đấy anh em ơi. Không đủ vàng, lấy vàng đâu? Phải mua. Đủ vàng rồi, viên nâng cấp kiểu gì đây? Quên. Sorry anh em ha. Tôi có thể mua con nào nó giá vừa vừa không nhỉ? One band man. Ui. Ui, hết tiền luôn rồi. What the hợi rồi. Vì còn không nâng cấp được bọn này vào, con Wickcast vẫn đang khá khỏe anh em ạ. Chết dở rồi. Hết game, hết tất cả thứ rồi anh em. Bây giờ là hơi mệt nhá, đánh nhau bây giờ là kiếm được đủ tiền là quá khó. Mệt nhá, mệt nhá. Đây bọn này càng ngày nó càng khỏe lên anh em ơi. Thì chúng ta đánh nhau là rất là khó khăn nhá. Bây giờ là không hề dễ dàng đâu nhá. Không hề dễ dàng thì quái đâu. Bây giờ đánh cho thì vỡ mồm. Chứ đừng đùa. Ui, con này con gì đấy? Đẹp thế. Yes. Nó phải xem quảng cáo lấy thêm ít vàng. Chết rồi. Con này là toang chuối cần nải rồi. Ủa. Nhân vật gì đây? Phải che bớt đi anh em ạ. Úi dồi. Cosplay à? Mình rất thích kiểu cosplay nha anh em. Khá là thích thú luôn hì. Thích thú luôn hèm. Ok, let's go. Để vào lại đã. Rồi, chúng ta kiếm hết được ít vàng. Tiết kiệm vàng đi anh em ơi. Chưa thể nâng cấp lên được hết đâu. Từ từ. Đóng băng nhầm anh em ạ. Tiếp theo chiều con mèo thiên sứ đã phải nâng cấp con mèo thiên sứ lên đá thì mới được cái gì đấy? Cái đồng ít đá này. Đây phải cần cày lên tầm mười mấy ngàn cơ. Quên mất cái này cái gì đây? Tăng thêm tiền ạ. Không thêm tiền à? Victory rồi, chiến thắng quá nhiều màn luôn. 2500 ạ. Lấy luôn. Cái mốt này nếu mà hoạt động ấy thì nó phải thỏa mãn là anh em không được tiêu quá số tiền. Anh em tiêu quá nhiều anh em không nâng cấp được, anh em sẽ không thể nào mà tăng được cái số lượng lên ấy. Thế nó mới gọi là dị anh em ạ. Không thì mình đã có thể thoải mái hơn rồi, đúng không? Vẫn hơi hò nhỉ. Vẫn hơi kiểu khó chịu.
Yeah. Rồi, anh em ơi, chưa đủ 14.250 nhá. Thị trấn lấy cái gì không? À. Đấy là quay cái này được cái gì? Dân cư mới ạ. Ô, được thêm con mèo nữa kìa. Ờ. Quay mất vàng không anh em? Quay mất cái gì nhỉ? Ui, đống mèo này anh em. Hết rồi. Màn 30 nữa sẽ quay thêm nha anh em. À, nhân 2 đi, được thêm khoảng 6.000 vàng à. Chắc là sắp đủ tiền rồi đấy. Mình cũng đoán là sẽ sắp đủ tiền rồi. Ok, 11 giây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, ok chưa? Quá hợp lý luôn. Bây giờ 14.800 bao nhiêu? Ô, đủ đấy anh em ạ. Đó, bây giờ nâng thoải mái chưa? Thấy chưa? Đó, nâng nhiều tiền lên. Ôi, không đủ luôn. Không đủ tiền luôn. 60 không đủ luôn. Đây, này, nâng lên. Ui, nâng lên thành tòa tháp rồng rồi anh em ạ. Ui, phê đã mà, nhìn xem. Thằng nâng cấp bọn cung thủ lên nữa là đẹp. Ui xồi ôi. Rồi ok, nhìn đẹp quá anh em ơi. Có thêm, cho em tướng mới vào được nữa anh em ơi. Mình có thêm cái computer và cái win total này. Hay chưa? Nâng level ha. Cái này sẽ đẩy lùi, tạo cơn gió đẩy lùi, mình không có game để nâng thôi. Chứ chúng ta có rất là nhiều thứ để nâng ha. Cái này mình có thể thêm được một vài con này. Wager. Đấy. Dynamic Spirit hồi 50% năng lượng. Xong thêm con Archer nữa. Nhờ. Thêm con Archer nữa này. Rồi ok anh em ơi. Ở đâu? Mình ấn vào đây là nó hiện lên cái kia luôn. Dynamic được. Đẹp đấy anh em ạ. Đôi hình như là quá xịn sò luôn. Mèo thì Angel. Cái này nâng lên level bao nhiêu nhỉ? À, chỉ nâng lên được tầm này thôi anh em ạ. 20, 23. Ok, chỗ này cho con Angel vào nhá. Tôi sẽ có 3 tướng luôn anh em ạ. Con này tăng thêm sát thương và tốc độ đánh cho đồng minh kế bên ạ. Cũng khỏe anh em ạ. Rất chi là ok luôn. Thấy chưa? Mẹ đội hình mình bây giờ khỏe thế. Nhìn trông đẹp thế nhở. Ui, quả xe trông chuất thế nhở. Mình có 4 con gọi là thiên sứ không? 4 con spirit anh em ạ. Gió này đẩy lùi này. Như thành mình thành rồng rồi anh em ơi. Phê nhỉ. Phê như con tê tê vậy. Ok, bắn liên thanh này anh em ơi. Victorio chiến thắng rồi. Tiếp hành quân tiếp nào. Trời ơi, chấp bất kỳ kẻ địch nào luôn anh em ạ. Biến mất con 24 và tôi đã hóa thành cái thành rồng rồi anh em ạ. Một con rồng lửa với một con rồng gì đó nhiều đẹp quá. Thành cơ giới hóa trang bị như này. Hãy chơi à. Tận đến 2 con mèo mới. Mèo mới đấy. Rồi. Linh vật thôi, mình có sợ có một đống linh vật ở phía trước rồi. Nhìn nó mới hơi choáng. Ghẹ vàng. Hết rồi ạ. Ui sổ con nhện anh em ạ. Con nhện nó không thể chịu được cái đòn của chúng ta luôn. Nhiệm vụ đã mở nè. Ui, cái này là ra kiếm ta giúp ta lấy cái game đây anh em ạ.
đừng đùa. Nhiệm vụ này rất là quan trọng nhá, gây một sát thương hơn được 4.800 vàng, nâng cho robot lên level 2. Persian, sát thương có con ở đây vậy? Persian là con ở đâu đấy? Là con ấy ở đâu ra vậy? Không biết được luôn. À, Persian có một con robot ở đây này. Con này nó sẽ tăng tốc độ đánh, công các thứ cho chúng ta luôn. Đấy, đánh trống, tăng cho con này này. Thấy chưa? Con mèo thiên sứ đẹp quá anh em ạ, thật. Rất thích con mèo thiên sứ luôn. Nhìn khá là phê nhỉ. Rồi, ok, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nha, bye bye.